Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang bàn luận sôi nổi về việc thông tin người đẹp từng đè bẹp Kim Duyên tại Miss Supranational 2022 sẽ tham gia tranh suất tại Miss Universe Thái Lan 2024. Prachanwit Priu Runthong, sinh năm 1994, cô xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Miss Supranational 2022. Người đẹp còn là Á hậu 1 Miss World Thái Lan 2018 và Á hậu 3 Miss Universe Thái Lan 2020. Cô sinh ra tại tỉnh Chung Phon, trong gia đình không mấy khá giả. Người đẹp tốt nghiệp ngành nghệ thuật và quản lý của Đại học Prince of Songkhla, ngôi trường đại học đầu tiên tại miền Nam Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bậc giáo dục, nàng Á hậu đã dấn thân vào giới giải trí và theo đuổi nghề người mẫu, MC truyền hình. Mạng xã hội những ngày vừa qua râm ran thông tin Prawanik sẽ thử sức lần nữa với Miss Universe Thái Lan 2024. Dù trước đó cô từng chinh chiến tại đấu trường này và dừng chân đáng tiếc ở vị trí Á hậu 3, fan của nàng Á hậu 1 Miss Supranational tại Việt Nam khá đông. Hơn thế nữa, các cuộc thi sắc đẹp ở Thái luôn dành sự quan tâm đặc biệt của đất nước láng giềng. Có lẽ luật mới của Miss Universe đã phần nào giúp người đẹp có thêm động lực để một lần nữa tìm kiếm cơ hội tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Từ năm 2023, Miss Universe không còn giới hạn độ tuổi của thí sinh, thậm chí các người đẹp đã lập gia đình và có con vẫn được phép tham dự. Chính vì thế mà cuộc chiến như ngày càng cam go hơn, với sự xuất hiện của nhiều chiến binh mạnh hơn. Với thế mạnh đã từng tham gia và đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi trong nước lẫn quốc tế, dự đoán Prawanik sẽ là một đối thủ cực kỳ nặng ký, một ứng cử viên tiềm năng của ngôi vị cao nhất Miss Universe Thái Lan 2024. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn hy vọng rằng cô có thể phục thù cho Antonia Potsiu. Bên cạnh nàng Á hậu 1 Miss Supranational 2022, còn có nhiều cái tên cực kỳ mạnh hứa hẹn sẽ quay trở lại với đấu trường khốc liệt vào năm nay. Trong số đó, Vena Pravenasinh được dự đoán sẽ có màn comeback cực kỳ lợi hại vào năm 2024. Trước đó, cô từng đạt các danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Thái Lan 2018, Á hậu 2 Miss Universe Thái Lan 2020. Mới đây nhất, Vena Pravenasinh dừng chân đầy đáng tiếc ở vị trí Á hậu 2, xếp sau Antonia Potsiu, Kirama Chamtai Cheter. Tuy vậy, kết quả này hoàn toàn có thể hiểu được vì hai người đẹp xếp trước cô có biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Thậm chí Antonia Potsiu còn khẳng định kết quả hoàn toàn xứng đáng khi cô đạt Á hậu 1 tại Miss Universe 2023. Vena Pravenasinh cũng là thí sinh duy nhất đã lập gia đình tham gia cuộc thi năm 2023 sau khi tổ chức Miss Universe mở rộng quy chế về đối tượng dự thi. Người đẹp được fan nhận xét ngày càng hoàn thiện nhan sắc và kỹ năng. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,78, gương mặt lai giữa Thái Lan và Ấn Độ. Vena Pravenasinh từng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga và nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat. Mỹ nhân thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Tuy nhiên, sau khi dừng chân ở vị trí Á hậu 2, cô đã từ bỏ danh hiệu này không lâu sau đó. Fan sắc đẹp cho rằng đây là động thái đầu tiên khẳng định việc cô sẽ trở lại đường đua nhan sắc này vào năm 2024. Một số thông tin còn cho rằng Miss International 2019, người đẹp từng đánh bại Á hậu Tường San, cũng sẽ góp mặt trong cuộc đua này. Tuy nhiên, với nhan sắc có phần ngọt ngào, dễ thương, Binsithon Lee Ramwat được nhận xét là không phù hợp để tham gia Miss Universe. Dù thông tin chưa được xác nhận một cách chính xác, thế nhưng các trường hợp này tại Thái Lan không ít. Hầu hết các người đẹp đều muốn thử sức tại đấu trường Miss Universe trước khi thực sự nghỉ hưu và rút khỏi showbiz.